Tiểu thuyết Tình địch của vua, tác giả Michel Shevchenko, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không nói tên, tôi xin ông đấy. Vì con bé này bệnh nặng mà chúng ta không liên quan gì đến căn bệnh đó. Có lẽ thận trọng hơn là cứ để cô ta dùng giấy mà không cứu cô ta. Đó là điều mà tôi cũng nói. Nhưng chủ nhân của chúng ta cho rằng người đàn bà này không đáng sợ với chúng ta nữa. Người mà ông biết không nghĩ đến cô ta nữa. Bỏ mặc cô ta chết mà không đến cứu cô ta là một tội ác vô ích. Grebillon càng lúc càng quan tâm tới câu chuyện lạ lùng mà Noe kể cho ông nghe. Ngồi thẳng và nghe rất chăm chú, Noe được ve vuốt vì sự chú ý bất ngờ này. Tiếp tục nói, và tên gia nhân trả lời, hãy tha lỗi cho câu hỏi của tôi. Bà tư thân mến, nhưng từ khi tôi giam mình trong thứ nhà tù này, tôi dốt nát về chuyện triều đình hơn cả những nhà quý tộc trong tỉnh lẻ. Vậy thì thật thế à, nhà vua quan tâm đến nữ bá tước à? Đến đây Noe có vẻ cố gắng nhớ lại, thật kỳ lạ, cái tên của nữ bá tước không quay lại với mình. Tôi đã có nó trên đầu lưỡi, có rượu trong cái tên đó. Paris, Paris, du Paris. Grebillon nói, và thấy khác thường trong sự liên hệ giữa những câu chuyện mà ông nghe được trong giấc mơ của bạn và điều mà trung úy cảnh sát đã nói với ông. Du Paris, đúng là vậy, Noe sáng bừng nói. Cậu đã đoán ra ngay cậu, nói tiếp đi. Grebillon trả lời, dường như suy nghĩ sâu sắc sau đó chuyện gì đã xảy ra trong mơ của cậu. Sau đó nhà quý tộc đã buông một lời chửi thề đáng sợ. Ông ta đã hé lộ tên gia nhân vì ông ta đã thốt ra lớn tiếng tên của nhà vua và tên của nữ bá tước đó. Rồi kế tiếp nhà quý tộc vào bên trong rồi đi ra thật nhanh. Theo sau là gia nhân, họ đã kiểm tra đường phố và phát hiện ra mình ngồi trên gờ. Vậy lúc đó chuyện gì đã xảy ra? Nhà quý tộc đến chỗ tôi, ông ta lay tôi, ông ta tưởng rằng ông ta có đánh tôi chút chút. Vì tôi cảm thấy mình thật sự bị dần như một người đã đánh tôi vào đêm hôm ấy. Giấc mơ mới lạ lùng làm sao. Nhưng chờ đã, Grebillon, còn chưa hết. Sau khi đã đánh tôi hết sức hắn, nhà quý tộc nói với tên gia nhân, không có gì đáng sợ dưới đòn này. Đó chỉ là một tên say rượu, đang bí tỉ. Nhưng một lần khác, bạn thân hãy thận trọng hơn. Nói đến đó hắn bỏ đi trong khi tên gia nhân hổ thẹn vào đóng cửa sau lưng mình. Nhưng chẳng phải đó là một giấc mơ khác thường sao? Khác thường thật vậy, Grebillon trả lời và nhảy xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo và nghĩ, cực kỳ khác thường đến nỗi mình cho rằng tên Noe chẳng ra gì đã ra ngoài, và cái gọi là giấc mơ đó là một hiện thực tốt đẹp. Giả lại, mình biết cửa hiệu bán thuốc ấy, đó qua anh Túc Bạc ấy, mình đã thấy mọi thứ đó ở đâu kìa. Vừa nghĩ như thế, Grebillon đến gần Noe và kiểm tra ở gần, điều mà ông đã sơ suất đến lúc đó, và ông nhận thấy rằng quần áo của bạn dính đầy bùn, như thể ông này đã lăn trong một dòng suối. Khám phá này xác nhận những mối ngờ vực trong tâm trí thi sĩ, đáp lại một ý nghĩ mà ông có vẻ đuổi theo một cách ngang ngạnh. Bất thần kêu lên khiến Noe chưng hửng, mình đã ở đấy, mình biết đó qua anh Túc Bạc ở đâu rồi. Chúa chết, mình nhớ rõ mà. Và khi Noe ngỡ ngàng sâu sắc nhìn ông vét một cái máy móc hộp thuốc lá, một liều mảnh thuốc lá mà ông dồn vào mũi, thi sĩ nói thêm bằng giọng khẩn trương, nào nhanh lên, đứng dậy, chúng ta ra ngoài. Grebillon, giọng quẩy quải của Noe nói, mình đang bệnh và mình rất khát nên không thể ra ngoài bây giờ. Cậu sẽ uống và chăm sóc cho mình khi trở về. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian để mất. Giọng khẩn trương của thi sĩ, nét mặt nghiêm trọng và lo âu của ông chắc hẳn khiến cho tiên sinh Noe suy nghĩ vì không chần chừ nữa. Nhưng không phải không buông ra những tiếng thở dài, đứng lên trên cặp chân chao đảo. Lúc đó thi sĩ nắm lấy chiếc vali có đồ thay đổi mà họ đã mang theo và lấy ra một bộ trang phục của Noe rồi chìa cho ông ta. Cậu mặc vào đi, ông nói luôn rất rõ ràng. Và để đi nhanh hơn, ông cởi quần áo cho bạn từng mảnh một. Này, Grebillon lưu ý, trang phục của cậu rách rồi. Nhưng hôm qua nó đâu có rách, cậu hãy tự nhìn mình xem. Thi sĩ nói tiếp và đặt dưới mắt Noe bộ quần áo lấm le mà ông mới vừa cởi ra cho bạn. Thề danh dự, phải đấy, Noe nói. Ngạc nhiên, cậu dai bị lộn trái. Tuy nhiên hôm qua, lộn ra là một từ. Thi sĩ nghĩ, người ta sẽ nói cụ thể là nó bị giật ra một cách đột ngột. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rõ. Được Grebillon giúp đỡ, chẳng bao lâu Noe Poisson đã thay trang phục và hai người bạn ra ngoài. Không do dự, Grebillon đi theo đường rồi xẹt qua và vào trong một đường hẻm. Có tên này và luôn tự nhủ thật khẽ,
Chúng ta sẽ thấy rõ khi họ ở trong đường hẻm, Grabillon dừng lại trước căn nhà thứ hai bên phải. Vì ông hết mũi lên không, có vẻ như tìm điều gì đó một cách máy móc. Nơi cũng làm như vậy và há hốc mồm, mắt căng ra. Grabillon, ông nói, thật là kỳ lạ. Vì vậy, Grabillon nói và quan sát bạn ở khoe mắt. Bản hiệu này, những gói thảo dược đó qua anh túc bạc, chúng giống một cách lạ lùng với những gì mà mình đã thấy trong mơ, thật là kỳ lạ. Đó là một chút ý nghĩ sai xưa của cậu còn sót lại. Grabillon trả lời và tiếp tục đi, kéo theo Noe mà ông luôn giữ chặt tay. Nhưng vài bước xa hơn, một tiếng tán thán của người sai vì nhìn nhận ra cái gờ lật ngửa mà anh đã thấy trong mơ. Và khi Grabillon nhún vai ra vẻ không tin, Noe cũng nhận ra cây búa gõ cửa đã vỡ. Hơn nữa, ông tìm được và nhặt một mảnh cầu dai dưới đất giống hệt như cầu dai trên trang phục bị rách mà anh mới vừa bỏ lại. Và vì người sai cứ buông ra những tiếng tán thán khẩn trương và không ngừng lặp lại, ôi thật là kỳ lạ, Grabillon nói với ông và khoanh tay thật nghiêm nghị với điệu bộ khe khắc. Điều này chứng minh với cậu, ông Poisson, rằng không những cậu sai và hôm qua mà cậu còn ra ngoài nữa, dù cậu đã long trọng thề không lo lắng gì điều có thể xảy ra với mình, bạn của cậu. Nên nói nếu mình xảy ra bất hạnh, cậu không thể đến giúp mình như đã thỏa thuận. Và nếu mình chết vì mình có thể bị giết, bị bắt, mình biết sao đây, thì cậu có ích gì, không có gì cả. Và mình sẽ chết do lỗi của cậu, bạn của mình. Trước những lời trách móc xanh dờn này, trước gợi ý về một người bạn có thể chết và lỗi của mình, người đang thương rất hổ thẹn, cảm thấy nước mắt lưng tròng và bằng giọng khiêm cung và phục tùng, ông thì thầm. Hãy tha lỗi cho mình, Grabillon, bạn mình. Thị sĩ lắc đầu đau đớn như để nói mình không còn bạn nữa. Phải làm gì để sửa chữa, cậu nói đi. Hãy nghe đây, ông Poisson, những nguy hiểm mà tôi phải liều mạng vào hôm qua vì tôi đã thoát nhưng vẫn còn nguy cơ gặp lại. Tối nay, bạn Grabillon của cậu có thể bị nhốt trong một hố sâu nào đó. Chỉ cậu có thể kéo mình ra khỏi đó. Cậu có ý chí cần thiết để trở về khách sạn, không nhúc nhích, không uống nữa chăng? Và vừa nói, Grabillon vừa rời xa không giả dờ khỏi cánh cửa trứ danh, có cái búa gãy, đương nhiên, Noi theo anh. Noi xúc động chân thành, hối hả trả lời, chứng tỏ tình cảm của ông đối với thi sĩ là sâu sắc và chân thành. Mình về ngay, Grabillon, và lần này nếu cậu không thấy mình yên lặng và nhịn khát, cậu hãy đâm xuyên kiếm vào người mình. Mình đáng bị như vậy lắm. Và sau khi siết chặt đầy ngực là bàn tay của bạn, Noe đi nhanh không quay đầu lại và lúc lắc cái bụng to. Grabillon thoát khỏi Noe, nhắm tới một quán rượu mở ti hí ở hầu như đối diện cái cửa có búa gõ, vào đấy yêu cầu một chai rượu vang và ngồi sao cho không mất khỏi tầm mắt căn nhà bí mật. Vừa chậm chậm uống rượu vang và canh cừng cánh cửa, thì sẽ nhớ đến Noe và tái hiện lại những gì hắn đã xảy ra hôm trước khi ông ở nhà trung úy cảnh sát. Dĩ nhiên thi sĩ tự nhủ, tình ổng đã sai, rồi hắn ra ngoài, hắn đồng khuỵu xuống trước cánh cửa này. Đó là điều mà hắn gọi là nghỉ ngơi trên một cái gờ. Như thế, hắn nửa quỵ ngã vì cơn say, tham dự vào cuộc trò chuyện của những nhân vật bí mật ấy. Bị phát hiện, hắn đã bị túm cổ bởi tên bá tước, bị rung lắc tàn nhẫn. Cầu dai trên trang phục hắn ở lại trong tay người nắm cổ hắn, và người này thấy kẻ mà mình muốn siết cổ ở trong tình trạng nào, đã buông hắn nặng nề ngã xuống mặt đường. Đó là điều mà Noe gọi là bị đánh đòn. Tình khốn khổ này không ngờ hắn may mắn thoát nạn, trừ khi mọi chuyện còn lại chỉ là một giấc mơ. Vừa tự nhủ, Grabillon vẫn kiên nhẫn canh chừng. 9 giờ sáng đã điểm và thi sĩ đã rình rập 2 tiếng đồng hồ. Ông bắt đầu mất kiên nhẫn thì bỗng nhiên ông rùng mình. Cánh cửa đối diện vừa hé mở và gương mặt dễ thương của cô cậu hái trẻ lộ ra ở khe cửa. Grabillon ngay lập tức đứng dậy trả tiền rồi đi ra. Không giả vờ, từ xa anh theo cô hầu gái vừa rời khỏi nhà và không tìm cách che giấu. Anh thấy cô vào chỗ người bán thuốc. Tim Grabillon đập mạnh, lẽ nào giấc mơ của Noe thật đến cùng, và đắp trên một góc ông chờ. Sau một lát, cô hầu gái xuất hiện, mang nhiều gói và lọ nhỏ và hướng nhanh về cánh cửa trứ danh, mở ra trước cô và đóng lại không tiếng động. Lúc đó Grabillon đến phiên mình, vào chỗ người bán thảo dược, mượn cớ mua vài viên kẹo ngậm và một lọ siro trị ho. Theo những gì mà người bán thảo dược, nhờ vài lời khen khéo léo, ông biết rằng cô hầu gái đến chỗ người bán thảo dược thời gian gần đây hầu như mỗi ngày, và người bệnh là một quý bà.
Nhận lòng hiếu khách của các vị chủ nhân của cô hầu gái, không còn nghi ngờ gì nữa, nồi không mơ. Chỉ còn lại phải biết người đàn bà bị bệnh có thật sự là Sanh không. Khi rời ông Trung Quý cảnh sát, thì sĩ tự nhủ vì Sanh bỏ trốn vì mối tình tuyệt vời với hiệp sĩ Đát Sa, anh không thấy tại sao mình lại làm khổ họ. Vì Crebillon không nghi ngờ tính trung thực của câu chuyện mà Berger kể cho ông nghe. Thoát khỏi mối ân hận đã giao Sanh cho nhà vua, ông tự nhủ rằng tốt nhất nên yên tâm về Paris. Điều ông đã làm vào sáng nay nếu Noe không buộc ông ngừng lại với câu chuyện về giấc mơ của ông ta. Cuộc trò chuyện giữa những người lạ này bị người sai bắt gặp trong cơn say đã xác nhận với thi sĩ về tính trung thực của những lời nói của ông Trung Quý cảnh sát. Nhưng từ hai điều có một điều, hoặc Noe dốc trong làn khói say xưa câu chuyện mà anh ta đã kể và sự trùng hợp vì người đàn bà bệnh cụ thể trong nhà được Noe nhận ra chỉ là một sự trùng hợp khác thường, không hơn, hoặc tất cả đều là thật. Vậy thì người bệnh rất có thể là phu nhân Dechon, điều còn chưa được chứng minh. Trong mọi trường hợp, điều càng lúc càng sáng tỏ với thi sĩ. Từ tình cảnh rối rắm này là Jean thật sự gặp nguy hiểm. Nàng có những kẻ thù hùng mạnh đang kịch liệt muốn hại nàng, nếu không hại tính mạng nàng. Từ đó bổn phận của thi sĩ có vẻ đã được vạch ra. Phát hiện rằng là giật nàng ra khỏi những kẻ đang hành hạ nàng. Và vì Berger không nói dưới nhiều về điểm rất quan trọng, cho rằng hiệp sĩ Dasa có thể cho chìa khóa của câu đố này. Phải đi tìm và tìm bằng được mọi giá hiệp sĩ. Đó là những suy nghĩ của Crebillon khi ông vào phòng khách sạn nơi Noe đang đợi anh. Và thi sĩ buổi sáng tính trở về Paris, giờ đây quyết tâm không rời Versailles khi ông còn chưa phát hiện ra nơi ẩn nấp của hiệp sĩ Dasa và của Jean, khi ông còn chưa bảo đảm rằng không có gì đe dọa nàng. Và cuối cùng, chừng nào ông còn chưa biết một cách chính xác người đàn bà bệnh trong căn nhà bí ẩn ở đường hẻm Reservoir. Chương 10. De Bernis ra tay. Chúng ta sẽ tạm thời để sang một bên các diễn viên của câu chuyện này tiến triển theo đà thúc đẩy của các sự kiện, những đam mê và quyền lợi của họ. Và chúng ta quay trở lại, nếu độc giả muốn, với một nhân vật mà chúng ta không thể để lâu hơn trong bóng tối. Tôi muốn nói về ông De Tournehem. Armand De Tournehem đã có thói quen mỗi ngày đến thăm con gái ở dinh thự Dechon và bên cạnh dinh thự của ông khi Jean bị bắt cóc. Henri Dechon đi vắng, ông De Tournehem không biết các sự kiện vừa xảy ra. Bà quản gia để câu giờ khẳng định với ông De Tournehem rằng Jean, theo lời dặn của ông Dechon, đã dội rời dinh thự để theo chồng mình. Jean và Dechon là đôi vợ chồng mới cưới. Trước Armand, họ tỏ ra có tình cảm say đắm. Lời biện hộ rất có lý và được người cha chấp nhận. Ông tự an ủi và tự nhủ rằng con gái được hạnh phúc và tha thứ khi nghĩ rằng hạnh phúc thì ích kỷ. Nhưng sự vắng mặt của Jean kéo dài hơn mọi chờ đợi. Hơn nữa, nàng giữ im lặng không giải thích được. Cuối cùng, Dechon trở về một mình. Eloise rất lo âu và kích động, không biết phải cầu nguyện thánh thần nào. Nỗi khắc khoải lo âu của người cha thì chỉ càng tăng thêm. Eloise và Henri phải nhẫn nhịn để cho ông biết một phần sự thật. Trước sự thú nhận trễ tràng về sự mất tích của con gái, nỗi đau của người cha bật ra thành những lời trách móc dữ dội nhắm vào bà Poisson và cháu của ông. Nhưng hai con người mưu mẹo tinh tế này biện hộ là vì quyền lợi của ông mới thúc đẩy họ giấu ông sự thật, và họ không có mục đích nào khác là tránh cho ông nỗi đau mà họ biết chắc là phải rất sâu sắc. Mặt khác, đi cho hy vọng nhanh chóng tìm lại vợ mình trước khi cậu mình có chút lo lắng nào. Bị trả lời sao với một lời biện hộ như thế, không gì hiển nhiên hơn. Hơn nữa, Eloise và Henri có vẻ chân thành. Người cha khốn khổ phải nhẫn nhịn và tuyệt vọng trong hồn, tiến hành những bước chạy chọt cần thiết để tìm lại con gái yêu quý. Nhưng vì người ta đã gìn giữ không nói về nhà vua trước mặt ông, trái lại người ta đã thúc đẩy ông tìm tòi ở Paris, kết quả đương nhiên là tiêu cực, dù nhà tài chính không tiếc chạy chọt, không tiếc vàng và tiền, rất đáng kể. Jean thì vẫn không thể tìm ra được. Trước nỗi bất hạnh quật vào ông, nỗi tuyệt vọng của người cha trở nên bao la và phát điên. Trong vài ngày, người đàn ông khốn khổ đã già đi gần 10 tuổi. Ông lang thang như cái xác không hồn trong những căn phòng rộng bao la của dinh thự, hoài công tìm những bước chạy chọt mà ông có thể thử. Người nào mà ông có thể liên hệ, nơi nào mà ông có thể chạy tới để tìm ra anh, con gái ông, kho báu của ông. Và những suy nghĩ u ám đã đến xâm chiếm ông, những suy nghĩ hắc ám
tấm ảnh trí não ông. Hơn mọi lần, ý nghĩ kết liễu bằng một nhát dao găm đã đến thúc giục ông. Nhưng ông đã xua đuổi ý định tự sát. Tình phụ tử của ông hét lên rằng con gái ông đang cần ông, rằng ông không có quyền suy sụp trước bổn phận làm cha. Và mặt khác, ông luôn có thời gian để cất bỏ một kiếp sống trở nên khả ố từ khi ông thiếu nụ cười của con ông. Khi mọi hy vọng đã mất hẳn không thể cứu vãn được, một nhận xét khác đang ngăn ông trên con đường tự tử mà ông đã dấn thân vào. Ông tự nhủ rằng thử thách đau đớn này mà ông đang chịu đựng có lẽ là hình phạt đè nặng lên ông, có lẽ là sự bắt đầu đền tội ác mà ông đã phạm trước kia, và ông bị phạt bằng điều thân thiết nhất mà ông có trên đời. Con ông vì sự bỏ rơi mà ông có lỗi với người mẹ. Nỗi đau và tuyệt vọng đã phần nào khiến ông thành một người tin vào định mệnh. Ông có tự nhủ rằng hình phạt này là đúng và ông không có quyền loại bỏ nó bằng cái chết. Nhưng trong những giờ dài đăng đẳng khắc khoải của mình, ông đã lướt qua thật tỉ mỉ những sự kiện đã trôi qua từ lúc đám cưới của con gái ông. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất, những câu chữ bé tí cũng được nghiên cứu kỹ, và niềm tin mà ông có khi đồng ý cuộc hôn nhân này đã làm nên nỗi bất hạnh của con gái ông, đã bám neo một cách đầy bạo quyền, dai dẳng trong con tim tan nát vì hối hận của ông. Thật ra ông ngờ vực điều gì, chính ông cũng không biết rõ. Ông có gì để trách cháu trai Henri của mình, ông không thấy. Nhưng một linh cảm thầm kín rằng những nỗi bất hạnh của con gái ông, và do đó là bất hạnh của ông, đều đến từ cuộc hôn nhân này. Cho đến đó, hẳn độc giả còn nhớ, ông chỉ có những mối ngờ vực mơ hồ nhanh chóng bị bóp nghẽn vì những lời đảm bảo của con gái, cố làm mọi cách để xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí ông.